Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay mặt nguyệt và răng cưa và chân vịt của máy mục kim. Đầu quay kim lên, nâng cần gạt chân vịt lên và dùng vít mở chân vịt ra. Chúng ta nâng chân vịt lên, gỡ nó ra và lấy. Chúng ta sẽ dỡ máy lên và lấy luôn cái tấm kim này ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở hai con ốc này. Như vậy chúng ta đã tháo được phần cưa và chúng ta sẽ thay phần cưa 4 cầu vào. Sau đó chúng ta xíu ớt nữa, các bậc cây canh sao cho nó thẳng hàng nha, siết chặt nó lại. Và chúng ta bỏ mặt nguyệt này vào và xíu ớt lại. Thì khi thay ra thì nó sẽ chạm cầu răng cưa phía sau. Sau này nó sẽ không tới được phía sau, nó chỉ ra được phía trước. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ chỉnh. Chúng ta sẽ lấy cái cây thế này, chúng ta kê phía sau. Chúng ta sẽ dỡ máy lên. Con này sẽ chỉnh tới lui nha. Con này sẽ chỉnh tới lui nè. Rồi chúng ta bắt đầu chỉnh. Chúng ta sẽ mở ốc nó ra. Và đây là cầu răng cưa tới lui nha. Khi chúng ta chỉnh thì chúng ta sẽ canh theo cái mặt nguyệt, là lúc mà nó tiến tới với lúc nó quay ngược về thì nó sẽ đều nhau, nó không chạm vào hai bên. Và khi lúc đó thì bạn phải mở cái cụm dây thưa ra hết để các bạn chỉnh. Vì khi các bạn mở dây thưa ra hết, nó sẽ không chạm hai bên mà nó sẽ chia đều hai bên ra. Và các bạn siết ốc lại. Bây giờ mình quay cho các bạn xem. Sau khi chỉnh, bạn canh cầu răng cưa trước và cầu răng cưa sau. Khi bạn nới thưa hết cỡ, khi bạn chỉnh nó thưa hết cỡ. Đó, khi bạn chỉnh nó thưa hết cỡ nha. Bạn xem cầu răng cưa trước rồi cầu răng cưa sau nó phải đều nhau. Vì lúc mở thưa ra nó sẽ không chạm vào phía trước hoặc là không chạm vào phía sau. Và sau khi chỉnh xong thì ta sẽ xiết con ốc của bằng lừa tới lui lại. Con ốc mình mới chuẩn bị chỉ vào đó, bằng xiết con ốc nó lại. Và tiếp tục ta sẽ chỉnh bằng lừa cao thấp con ốc phía trên. Khi chỉnh bằng lừa cao thấp thì bạn nhớ quay kim cho nó dừng vị trí trên cao nhất, nhô đi xuống nha.
Đoạn này chỉnh bằng lửa cao thấp. Siết chặt nó lại. Khi chỉnh xong mà bạn nới thưa hết cỡ thì nó không chạm phía trước và nó cũng không chạm phía sau luôn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn chia đều phía trước và phía sau ra. Và khi chỉnh nâng cưa thì cao tầm khoảng 1 mm. Và tùy loại vải thì các bạn có thể chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn một xíu. Ví dụ vải dày thì bạn chỉnh cao hơn và vải mỏng thì bạn chỉnh tương đối vừa và thấp thôi. Đó, các bạn thấy khi mà chúng ta chỉnh xong thì nó sẽ chia đều ở phía trước và phía sau ra. Hiện tại mình đang để thưa nhất, nó cũng không chạm phía trước cũng không thể chạm phía sau. Các bạn xem kim này, khi kim nó xuống thì nó nằm ở chính giữa lỗ mặt nguyệt nha, thì nó không bị đứt chỉ và bỏ mũi. Đó, các bạn thấy không, kim nó phải nằm chính giữa lỗ mặt nguyệt. Giới thiệu các bạn lần nữa nha, đây là chỉnh cầu răng cưa tới lui. Cái này bạn cũng có thể chỉnh cầu răng cưa tới lui, con ốc này chỉnh cầu răng cưa tới lui, hoặc con ốc chỗ này bạn cũng có thể chỉnh cầu răng cưa tới lui nha. Đây có một con ốc này, các bạn có thể chỉnh cầu răng cưa tới lui, hoặc là con này chỉnh cầu răng cưa tới lui. Và bạn chú ý con này là chỉnh cầu răng cưa cao thấp. Khớp trước, tiếp tục cái thứ hai và đẩy nó ra. Như vậy là chúng ta đã gắn xong, chúng ta thả nó xuống. Như vậy chúng ta đã gắn xong rồi, chúng ta bắt đầu gắn chân vịt vào. Đây là chân vịt mới nha các bạn. Đối với chân vịt thì bạn không nên chọn những chân vịt mà nó bị mây mòn lâu ngày quá thì nó sẽ không có chạy vải tốt. Nên các bạn chọn những chân vịt mới, rất là trơn. Nó rất là trơn nha. Các bạn so hai chân vịt với nhau nè. Chân vịt này sẽ bỏ và chúng ta sẽ sử dụng chân vịt này. Xếp lại. Đặt nó xuống. Rồi bạn quay kim xuống tận bên dưới. Khi thay chân vịt mới thì nó sẽ bị hở nè. Khi bạn thay chân vịt mới nó sẽ bị hở nha. Thì chúng ta sẽ mở ốc này ra. Thả nó xuống. Đó, nó sẽ bật xuống này, các bạn chỉnh chính giữa lỗ, chính giữa kim, chính giữa lỗ chân vịt, nó siết ốc lại. Đang giữa lỗ chân vịt. Các bạn đăng ký kênh để theo dõi thêm các video khác.